chào tất cả anh chị em buổi trưa. Trưa hôm nay ta lại chơi một ít đồ của Mỹ nha anh em. Hàng nào qua sử dụng có mấy cái quần cũng quách quách. Anh em mà có nhu cầu thì theo dõi like coi mình có vừa không nha. Trên tay em là một con sa mạc 3 màu hàng chuẩn cấp phát. Đấy, hàng chuẩn cấp phát nha. Nhưng mà nó có kèm thêm một cái tem phù của hãng. Con này 6 cái hộp có bò mông, nó hơi nhanh cái là vừa mới khui. Bụng là 94 thì anh em medium đẹp, bụng 90 mình rút về cho em 90 nha. Rút một bên chỉ có 2,5 phân thôi, 94 một bên 2,5 phân là vừa đẹp luôn. Đừng rút nhiều nha, rút 5 phân một bên, 5 phân là hai bên 10 phân thì nhiều quá. 2,5 phân, 5 phân là đẹp, quá đẹp. Đồ mới cao, con này mới và đẹp luôn. Dài quần là 102, 6 cái hộp có bò mông này, dây dạc đầy đủ, có cái là hơi nhanh, 96% trở lên đi, đẹp tuyệt vời. Chốt dùm em 500.000 mã 83. Cái con này á, là bụng mà rút về 90 size medium là đẹp lắm. Hầu hết anh em mình nói đúng ra người Việt Nam mình á, bụng size medium là rất là nhiều, 8 mấy 9 mấy là hầu hết ha. Còn mà nói về bụng small á, là bụng có 80 á, 80, 82, 84 á, thì quần của Mỹ nó hiếm thôi, nhưng mà người Việt Nam mình lại không hiếm. Chắc có lẽ mỗi nơi mỗi khác, cái này nó hơi mâu thuẫn với em chút, hơi mâu thuẫn chút. Rồi tiếp một cái quần của cái gì quên mất rồi. Quần này của thằng cái gì ta, Hà Lan hả? Không phải Hà Lan, Na Uy. Trời ơi, quần lính Na Uy anh em, vải dày giống như quần M65 luôn. Cái thằng Na Uy này nè, một con áo M65 của nó là 1,5 triệu đó, chứ không phải là mình tầm thường đâu nha. Mà cái Na Uy này đợt trước có nhiều, đợt này không có. Cái quần này là có cái đai đô nửa sau như M65 nha em. Đai đô này không có bò mông, 6 túi hộp. À đâu, 4 túi, 6 túi hộp. Mới, rất là mới. Cái bụng này lại 90, đẹp chưa? Bụng 90, căng ra hết cỡ là 92, 92, 90. À, ai ăn đói thì bụng 90 mà no là 92. Dài 110, chất vải cực kỳ dày, dày như M65 nha em, đẹp luôn. Con này phải nói là không, ít khi anh em có không? Nói về Na Uy, lính Na Uy này ít khi mình có. Vải dày nha, 490.000 mã 82. Cái thằng này Uy này bán này là rẻ chứ, cái áo mà 1,5 triệu rồi ấy. Ở trong nó có cái tem này này, cho anh em có tem gì ta coi tem đấy thôi. Rồi con này là 96% luôn. Ai đứng chốt giùm em nha, chơi con này khỏi đụng hàng, ít khi gặp. Cái thằng này có màu vàng cát nữa, màu như kiểu màu, nó có màu giống màu sa mạc nữa, cái bệt vậy đó. Rồi tiếp một con thủy quân lục chiến xanh hàng cấp phát, vải kaki, bụng 80 và căng hết cỏ là 90 nha em. Dòng này thì có lưng chun này, ở đây có một cái tem. Bây giờ em review cho anh em nha. Ống quần thì quần này không có dây, từ trên xuống là đều màu ha. Ồ, bên này cũng đều đẹp. Con này đằng trước này, bên này cũng đều đẹp, không có gì hết. Bên này cũng đều, nhưng mà ngay cái chỗ này em thấy có cảm giác hình như, anh em nhìn thấy không? Hình như thấy không có, hình như cái chỗ này hình như có một chút dơ đen đen không em? Mắt em nhìn có bị nhập không? Chỗ này hình như nó cũng có một cái gì đen đen làm cho cái màu nó sụm lại. Nói tóm lại là khó nhìn lắm, khó nhìn lắm. Con này ui, con này là giá này hết trơn. Hình như thôi anh em ạ, thì ta cho 93, nhưng mà nó mà không có đen đen chỗ này em thấy giống giống thôi.
nhìn mình giống giống nhưng không có giống, không không thấy luôn. Nhìn kỹ đây này, nó hơi hơi một chút phải, nói chung là nó gần giống này nên mình cho như vậy thôi, cho em nhìn lại thì không đấy. Rồi bình thường con này là rồi con này chỗ này nó bung chi, em đang nói mình đơ bung chi một chút. Ai ưng con này chốt giùm em giá 500.000 nhé, mã 81. Con trai nó kêu em phát em đơ cái một cái quần không quân chất vải caro, kaki hàng cấp phát anh em, cấp phát nha. Đây là đại. Rồi, nó cũng là lưng chun, nó giãn ra một chút nha. Bụng nhỏ là 82 và căng hết cỡ là 90. Anh em mà điều hết cỡ nó cũng được 92 luôn á. Rồi, dài quần là 106. 106 nha anh em. Hàng cấp phát nha, khỏi coi tem này. Em bao hàng cấp phát là được. Rồi, từ trên này xuống đều ok. Nhưng mà con này mất cái dây ống này. Cái dòng quần này có cái không nha anh em. Quần có những cái loại có dây rút và có loại không có, nhưng mà loại này có mà mất dây rút 64 hộp đều và đẹp. Dây rút nhiều khi để cho nó vướng, anh em đi mà lỡ giọng dây phát nó rút cho mà té ngửa ha. Rồi con này em đo lại cái bụng thôi mà, bụng là 80 cân hết cỡ là 90. Đồ mới con này là 93-95%. Chốt giùm em con này là 350 mã 79. 350.000 mã 79. Một con quần nữa, một cái quần multicam này. Mấy cái dòng quần này, em báo cáo anh em rằng là nói về bán đồ cũ đã qua sử dụng á, thì đồ mà đang còn mới đẹp cực kỳ hiếm có. Đối với anh em thì rất là chuyện dễ ha. Cứ thấy đâu mới là mua, nhưng mà đồ mới mua thì của Mỹ hay không hiểu biết, nhưng mà riêng em mà bán đồ cũ đã qua sử dụng mà tìm được một con mới, thực sự con đó là đối với em rất là giá trị. Rồi con này là bụng 82 multicam chất vải caro 6 túi hộp có bảo mông, dài quần 110 dây chặt còn anh em ở ngay khúc này này. Anh em cũng thấy có một chút dơ phải không? Dơ mà nó giặt không có ra. Nó hơi sầm sầm một chút. Dơ mà giặt không có ra chứ không phải là không dơ nha. Nhìn thì giống màu giống nhau lắm. Nó bệt bệt nó giống nhau. Nhưng mà chắc chắn là khúc này nó có một chút dơ mà giặt không ra. Em đưa cho anh em dò mà anh em nhìn thấy được dơ ở đâu mà chỉ không? Không thấy phải không? Không thấy đâu. Nhìn nó không thể thấy được, nhưng mà nói chung là trong nghề mình bán là mình biết cái màu của nó như vậy là chỗ này chắc chắn đã có dơ mà giặt nó không ra. Đều màu nha. Rất là đều màu nha. Trước sau gì đều nhé. Em coi lại cái bụng mà. Bụng 82 là bụng quá đẹp. Riêng một cái quần bình thường mà quần sọt bị lũng rách mới bán, em bán 350 nha. Quần này nó dơ một chút như vậy thôi. Dơ một chút. Em bán con này 380.000. Bán 380.000 thôi. Nên lũng rách mới bán giá con sò ghi mã 78. Chốt cho em ha. Cái một con áo Philos không quân màu xanh đen, con này anh em bận được 2 mùa nha em. Ở trong thì cái lót nó mất rồi, cho nên mình bận được có một mùa nữa thôi. Đó, màu xanh đen mới, 96% và vai 50, dài áo là 68, hàng cấp phát nha em, đẹp. Ở đây chỉ có dính lông lá thôi, không tì vết gì hết, nó dài. Ai thích dài cút con này. Ê, nó dài nha. Form này là đúng form của nó thì nằm tít ở đây nè.
bây giờ nó dài tới đây nè. À. Rồi con này 6 đến 70 ký chốt giùm em con này ha. Rồi em dán mất tiêu rồi. Con này đang mới lắm. Hồi nãy em biết có mã 00, bây giờ cút 00 nữa là tiêu đời. Rồi con này là 400.000 mã 80. 400.000 mã 80 anh em. Quên này từ nãy giờ không cho anh em coi này. Coi phát này, 400.000 mã 80. Cái một con ngụy trang mùa đông nha anh em. Hôm nay có tiền mua cất thôi nha. Con này thì vào mùa đông cực kỳ ấm, nhưng mà mùa đông mùa hè này bệnh sốt ra đó. Ngụy trang mới và đẹp, dài áo là 72. Dài áo 72. 350 mã 77 nha anh em. 350 mã 77, ở trên nút nó có chữ này nè. Còn áo này thì ta cứ cho dòng thời trang đi. Nó là của lính, mấy cái lính châu Á, châu Âu, size medium của Mỹ rồi đó. Made in Việt Nam. Con này made in Việt Nam này anh em này. Chắc chắn nó là của Việt Nam nhưng mà không biết hàng liên doanh hay không thì em không biết. Nhưng mà con này nghe mà hạnh diện quá hay. Đẹp lắm. Chất vải của nó giống giống như một thằng nhung. Giống như một chất vải nhung, rất là chất. Thực sự con này rất là chất. Nói về Việt Nam mà có khả năng con này thì em hơi bị đỉnh đó. Nhưng mà em nghĩ cái này là liên doanh. Rồi em đo lại chiều dài cho anh em nha. Mỗi 98% luôn này. Chiều dài tới 74. Mới 74 nha. Cái mũ mây liền không có mây rời nha bà con. Mới lắm. Việt Nam có khả năng này là Việt Nam hơi giỏi rồi đây. Con này là 7 đến 80 kg anh em, bon chen lên được 83 85 kg nha. Nếu mà anh em bụng bụng to ra như thế này được 85 luôn đó. Chiều dài thì em đã bảo và anh em tự cân coi thử chiều dài như vậy là phù hợp với mình không anh em. Bởi vì áo này là nó bo giống như phi lốt cũng như bo dông vậy thôi. Rồi, 350 mã 75 77 350.000. Cách của mùa đông ấm lắm. Mà mới nữa chứ. Con này rất là mới luôn. Túi này anh em này, cho anh em coi cái túi nha. Cái túi bự ở đây không nói. Đây còn cái túi nữa nè. Từ cái thiết kế cho tới chất liệu, cho tới màu. Em duyệt. Phải nói cái màu, anh em nhìn cái họa tiết nha. Nói tới họa tiết thì mình phải nói tới từng cái tình tiết của nó. Anh em nhìn thấy tổng quát của nó, anh em nhìn thấy có đẹp không? Tuy nó nói chung là nó sắc nét, sắc nét, nhưng mà nó thì đồng ý nó vẫn thua những cái bông của Mỹ. Cái thằng bông của Mỹ khi mình dâng như thế này là mình có cảm giác mình đi lạc vào cái bức tranh này, cảm giác mình đang lạc vào đây luôn, như mình đang đứng ở rừng lá luôn. Cái này thì tiết nó vẫn đẹp nét, nhưng mà thì vậy là đỉnh rồi, vậy là được rồi. Đó em, nó hơn nhau ở những cái chỗ như vậy đó. Nó hơi bị không nói. 350 mã bay bay được vậy là đỉnh rồi. Nhất cái một cái quần áo liền quần, trời ơi, một cái bộ áo liền quần này cực kỳ hiếm này. Áo liền quần bộ hôm có chị gái nào hè thích màu xanh, nhưng mà con này là thử có lục chiến xanh. Vai của nó là 50, lưng bụng là có một cặp lưng chun này. Em đo nhỏ nhất nha. Nhỏ nhất của nó là bụng 80, con này em bật vừa luôn á. Nhìn như vậy nhưng mà vừa luôn á. Nó giãn ra là 100, ghê không? Từ 80 đến 100. Thì tức là ai mà eo từ 80 căng ra tới 95 vẫn ok. Không cần nhất thiết là phải ra 100. Đâu, để ta coi con này tem size medium regular. Medium regular made in USA, 50 cotton 35 Fullerton này. Tức là con này là của Mỹ. Con này của Mỹ nha bà con.
Đấy, mắc in duyên đây này. Rồi, giấy keo nhựa. Em review trước về em sẽ bẩn. Nói chung là mấy con này khoái bẩn lắm. Ở đây có một túi, đây một túi. Cái phần eo này nó sẽ làm cho mình thon gọn nào em. Bởi vì nó có dây eo dúng mà. Còn ở dưới ống quần này nó có cái dây kéo này. Ống quần này tầm 22 đến 24. Mới nhá, mới và đẹp. Phải thừa nhận con này mới và đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Chắc vải caro nhưng mà con, chắc vải caro mà nó được 50 cô tông là được rồi ha. Hồi nãy em đồng 50 vào này. Mới, con này 96% trở lên. Em bẩn thử nhà nôn nóng để bẩn thôi. Chỉ có nôn nóng bẩn thôi chứ không bẩn như không làm gì hết. Thích sọc mấy cái này à. Nó ôm lại tới 80 thì mình rất là gọn đó em. Còn anh em mà lên 90 nó lại giãn ra. Cho nên là cái này là size nào nó cũng chiều. Thấy không? 80, 90. Có cái hơi dài chút xíu thôi. Ờ, đẹp không? Quá đẹp luôn. Trời ơi, anh chị nào mà quất con này. Nhưng mà để ý nha, cái túi này là túi của em này. Nhưng mà nó có hai túi nha. Em cảnh báo trước này. Bẩn này là về, thứ nhất anh em mà bẩn này về trần cái này vào luôn đi. Trần chắc một đường này trừ cái túi này thôi. Mình bỏ để tiền, còn cái túi này là túi giả nữa. Mình bỏ cái sọc rớt mất tiền là oan đấy. Oan nha, về cái nào không chắc, cái nào mà cần thiết để không cần thiết trần ngay lập tức. Báo cáo cái này đẹp quá anh em ơi. Nó vừa chia phọc ra cho mình luôn này. Anh em chỉ cần cho em một, may cho em một con đĩa, bốn con đĩa, bốn góc. Cài cái dây nịt vào. Trời ơi, nó oách và nó đẹp vô cùng. 800.000 mã 75 đi em. Ở đằng sau này nó giống như vậy, nó tạo phọc cho mình luôn. Nó làm như kiểu flop. Đẹp không? Chốt cho em nha anh em. Mới và đẹp. 800.000 mã 75. 800.000 thì nó rẻ hơn một cái con, rẻ hơn một con áo bay của thằng bay màu xanh. Màu xanh là 900.000 rồi, 800-900.000 rồi. Mới. Bộ này hiếm nữa chứ. 800.000 nó rẻ hơn một bộ đồ của nó thôi hết. Một bộ đồ của thủy quân lục chiến này. Đẹp quá. Cái này ống quần nó có dài, em lấy mất mấy phân đi. Cắt cái đây đĩa đi hết cỡ một phân này mấy. Chỉ cần anh em xỏ cái dây nịt quá là đẹp tuyệt vời. Mới đi. Ai ưng chốt của em nha. Tiếp một quần không quân. Bán cái đồ này nhiều khi có nhiều cái cũng hay lắm nha. Nó hơi mù mù ha. Con này mất hai cái nút này. Mất hai cái nút. Cái lưng của nó là 80. 80 nha, hết cỡ là 80 thôi. Con này không có mới lắm đâu. Dài quần 102. Con này được 90% thôi. À, cọp nha, 90-93% thôi. Chất vải cơ kỳ nha em. Cái vải cơ kỳ 6 cái hộp có bằng mông, không có dơ, không có lụng rách gì hết. Nhưng đồ mới chỉ được 90-93%. Con này em bán là 350 mã 74. 350 mã 74 nha em. Tiếp một con rần ri vải caro này. 350 là bằng bằng một cái quần sọt thôi. Tiếp một quần này vải kaki 6 cái hộp có bằng mông, bụng là 80. Bụng là 80, dài quần là có 92 à. Dài quần có 92 à. Rồi. Trên này xuống đều nha anh em. Ai mà có chiều cao thấp, chốt con này khỏi phải cắt. Hàng cấp phát đồng hoàng nha. Con nào không phải em nói chứ không cần phải là anh em cứ bảo sao con này của Mỹ hay không, không nói. Không á.
hầu hết là em bán đồ của Mỹ, cho nên là khi mà em đụng một con nào của nước khác thì em mới nói con này không phải của Mỹ thôi. Rồi, con này là 90, 95, 96 con răng. Chốt cho em 450 mã 76. 450 mã 76. Ô, con vịt kích túi vuông này. Con vịt kích túi vuông. Túi vuông thì chéo đi cả. Túi vuông. Tặng vịt kích này ít khi mà gặp con mới lắm này. Ít khi lắm. Cái bụng của nó là 86 và căng hết cỡ là 88. 86 và căng hết cỡ là 88 đi em. Dài quần là 96. Dài quần là 96 ạ. Đấy, từ trên này xuống đều nha. Chỗ ngay cái túi này này, nó bị có hai cái lỗ, có hai cái lỗ châm này. Ong chích cho anh em. Cái kiểu ong chích ạ. Rồi, ở đây có in nút. Có vết in nút. Ở đây có lủng một lỗ nhỏ xíu xíu này, nhìn cũng giống như ong chích luôn nha anh em. Nhỏ xíu à, không nhìn thấy được đâu. Nó nhỏ thì nói chung là mình cứ để lại cho nó mát đi. Và những cái đường viền này, này, những cái đường viền quần này nó quát rồi nhá. Khi nói như ông như một khách bình luận ở ngoài bảo rằng em không cần phải thanh minh, đồ cũ thì phải sẽ có quát. Đó, cho nên anh em phải chấp nhận nha. Chấp nhận quát. Ở cái sông mông của nó bị lủng một lỗ mạng này. Mạng chữ L ha. Và cái đường này anh em nhìn thấy quát không? Quát nha. Cái mông này là mòn rồi đó. Em nhìn cái mông này, mông chỗ này nó trắng hơn đó. Bạch lên như thế này. Đó, em nhìn thấy hai cái đít khỉ này nó sẽ bạc hơn nha. Thông thường mình bẩn, đã bẩn quần là phải có ngồi, mà thao tác ngồi sẽ chỗ này nó sẽ mòn hơn. Có ai ngồi bên này không? Không có. Cho nên là nó sẽ mòn hơn nhé. Và đây có lỗ mạng. Hết, báo cáo hết. Và cái quần này em cho 85%. Chốt giùm em 400.000 mã 72 bịt kích nha. Bịt kích mà chưa có đọc đời nhưng mà vẫn cứ bán này. Ngon lành lắm. Tem này, để em coi đời nha anh em. Size medium short. Đời 8X nha. Đây, đời 8X nha. Medium short. Nó ngắn nhưng mà lại nó đồ mới, chỉ được vậy thôi. Cái dòng đời 7X, 8X này, phải nói em mà lặn được một con mới thực sự là khó lắm. 400.000 mã 72. Con này nếu mà không có cũ là con nó cũng không có rẻ đâu phải không em? Tiếp một con này vải caro 6 tiếp hộp của bà môn của hãng Pupper của Mỹ nha. Con này chắc 100 cô tông quá à. Chờ em chút. Rồi, cái bụng của nó là 86. Bụng 86. Dài quần 102. 86, 102. Ồ, từ trên này xuống đều nha. Ở đây có hai chấm này, có hai chấm này, hai chấm lỗ tâm á. Ở đây nó bị gì đấy đó, dơ này. À, có hai lỗ bị dơ này. Dơ nhẹ thôi. Chờ chút nha em coi, chiếc vải này chắc 100% là cô tông luôn. Ở ngay cái đầu gối này báo cáo anh em là nó bị mốc. Anh em nhìn thấy không ạ? Bị mốc đốm đốm này. Đó, bị mốc á. Mốc. Nhưng mà nhìn gần mới thấy, chứ nhìn xa thì đang mới mốc thì chắc chắn về giặt là ra. Ở đây nó đưa bút lông nó vẽ lên một đường, hai đường. Ở đây có hai chấm màu đỏ đỏ ha. Rồi. Đằng sau mông đều và đẹp, không có lỗi gì hết. Bên này cũng không có lỗi gì hết. Giá, chờ em chút. Chờ em chút em coi cái phần trăm của nó quá nè. Thì cầm cái chất vải nó mềm. 100 cô tông, đúng chuẩn 100 cô tông luôn. À. 100 cô tông của hãng True Spec nha, True Spec Compact nha. 100 cô tông cực mát. Quần nói chung là lủng thì mấy cái lỗ tâm nhỏ xíu xíu ăn nhầm gì vậy em.
Và quần này mà bình thường nó là phải trên 500 nghìn. Nó phải bình thường á, chưa nói 100 cô tông, 100 là phải 6-700 nghìn. Con này giờ em sẽ bán cho em là 100 cô tông mà bán rẻ đâu, 370, mã 73, 37 mã 73 nha em, 100 cô tông á. 350 thì quần 350 là quần sọc. Quần này vậy bán 370. Tiếp một cái lót M65 này, mới, đang đẹp lắm, size medium, tem của Mỹ Kim. Ai có áo size medium chốt cho em con lót này mới 98%. Medium 490.000 mã 71. Ai có áo M65 size medium mua ngay cho em con này về cài vào trong bệnh mùa đông nha. Không phải khi nào có được một con mới và đẹp như thế này đâu nhé. Quá đỉnh luôn. Với kem xà beng. Con này 490.000 mã 71. Cực mới. Tiếp một con cuối cùng của line này là con gì đây? Con này của Mỹ. Áo của Mỹ. Anh em. Nhiều khi em chả cần quay tem đâu, em qua cái ký hiệu của con áo, nước nọ là nó có nọ kia, cái là em thích là đọc tên luôn. Nhiều khi khủng hố. Con này chất vải kaki sợi to nha, vai 51. Chất vải chân chim đàng hoàng á. Chất vải chân chim đàng hoàng á. Dài 77-78. Ghê nha. Chất vải chân chim là hàng xưa mới có, không phải hàng nay đâu. Nhưng mà em căn cứ vào đây nè, 4 túi màu xanh, nó là bận mát như thằng satin đấy nha anh em. Túi là túi nổi đàng hoàng này, túi hộp đàng hoàng này. Trời ơi, con này mới chất nha. Ở bên này nó trẻ giống cái thằng, giống thằng ấy vậy ta. Đây ở bên hông là nó có tà trẻ này nha. Nó trẻ giống áo của gì nha. Giống áo gì vậy? Nhưng mà ở trong không có một cái tem gì hết luôn. Áo này chỉ căn cứ vào cái nút mà thôi. Nó cũng nói về cái áo này, nó cũng có một cái công thức áo giống áo của thằng Pháp. Vai 51, dài áo 77, nhưng mà áo này cũng bị nha, không phải của Pháp. Bốn túi hụt, anh em hay mình áo bốn túi với quần bốn túi đó, sáu túi đâu. Màu xanh, nó thuộc về xanh ô liu. Nói chung không có dơ, không lục rách, nhưng mà nó xuống đều màu, màu vải rất là mát nha anh em. Đồ mới của nó chỉ được 93. 3% thôi, anh em để ý giùm em, nó kích ben đây này. Đó. Kích ben. Con này vai hơi to anh em, là 80kg á. Rồi, chốt giùm em con này nhá. Cái tem này, biết đâu cái tem này nó đọc lên được cái gì. Cờ này là cờ Canada à. Thằng này nó may vậy sụp xì sụp ngầu quá hả. Cờ này cờ Canada. Mà áo nút này thì nút của Mỹ à. Canada không phải nút này. Rồi, chốt giùm em 500.000 mã 70 nha nhé. Con này mà Canada em còn bán đắt nữa, chứ không phải là bán giá này đâu. Ồ, hai cái tem cờ là cờ Canada luôn nha. Cái này anh em nghiên cứu lại đi, cũng có thể là của Canada. Hai cái tem cờ này là đều của Canada này. Nhưng mà nút này thì thông thường là em bán nút này là của Mỹ. Nhưng mà Canada cái nút của nó là bằng một cái sợi vải giống như nút của Anh á. Cũng có thể đời sau này nó, mà này này đời xưa mà, cũng có thể nó là trước kia là nút màu này. Nếu mà Canada thì em bán con này quá rẻ phải không? Canada mà hàng xưa tem trắng đó 1,2 triệu một con rồi. Con này giá có 500.000.
chốt đi nghe, con này quất đi, nó là của lính rồi đó. Rồi hết, em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Hẹn anh chị em tối nay 7 giờ ta lại giao lưu tiếp. Cứ mỗi bữa thì mong được anh em vào xem và ủng hộ. Em cảm ơn và chúc anh em buổi trưa an lành. Em bye ạ.